Dạ vâng ạ, xin chào toàn thể quý khách hàng. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em đến trực tiếp bàn giao treo và lắp đặt bộ tranh tứ quý cho một bác khách hàng là ở Linh Bình. Đó, anh đã đặt của bên em, xong mà thời gian anh đi làm xa. Đó, anh tin tưởng cơ sở và đặt hàng thì bên em đã về treo tại nhà cho anh. Ở đây thì bộ tứ quý của bên em được thiết kế với kích thước là rộng 47, cao 1m27. Hàng có thêm một cái khuôn non nhỏ nhỏ ở phía phần khung đấy. Nó sẽ rất là đẹp và rất là điệu cho cái không gian phòng rộng nhà mình nhá. Mẫu tứ quý thì được làm từ chất liệu gỗ hương đá này. Các bác có thể thấy không ạ? Rất là sáng và rất là đẹp luôn. Mình cùng đi vào đường nét chi tiết một chút cái thông tin sản phẩm thế này nhá. Mẫu này thì em làm mẫu mới và được đúng họa tiết là sổ tay cây mong. Phần đường nét chi tiết như cây mai này, rồi là các cái cành hoa này thì đều được sửa tay này, lên bông lên này. Đó, các bác thấy không ạ? Phần vân của hương đá nó rất chi là lộ, rất chi là đẹp luôn. Ở không gian phòng khách của nhà anh chị nó rộng, nhà bộ tứ quý được treo nó rất chi là hợp. Đó, rất là tuyệt vời luôn này. Các bác có thể thấy rằng các cái đường nét chi tiết của bên em đều được đục sửa tay kinh mông. Như bộ này treo hơi cao thì em chưa thể đưa máy quay lên đến cận cảnh phía trên cho cả nhà mình cùng xem được. Thì mình cùng ngắm qua một chút về cái đường nét chi tiết này nhá. Rất là tuyệt vời luôn này, phun trần nguyên mỏng. Đó, đây là cái đường dây cuối của sản phẩm. Tất cả họa tiết đều được đục sửa tay kinh mông. Và các bác có thể lưu ý rằng cái phần đường nét hoàn thiện của bên em nó rất là kỹ, nên là cái sản phẩm mình nó rất là mượt này. Từ đường nét chi tiết, đường khe kẽ rất là mượt. Ở đây thì nhà bác khách hàng có sử dụng thêm một cặp đôi cha mẹ như phía trước màn hình của chúng ta đây ạ. Thì để em chỉnh góc quay một chút nhá. Cặp đôi cha mẹ với kích thước là rộng 42, cao 1m27, cũng dày là 5 phân, cũng đục sửa tay kinh bông. Rất là tuyệt vời luôn. Không gian nhà bác rất nhiều nội thất và rất nhiều các cái sản phẩm chocolate. Như đôi cha mẹ này cũng được làm từ kích thước là rộng 42, cao 1m20 thôi ạ. Đó, các bác thấy không ạ? Rộng 42, cao 1m, đục sửa tay kinh bông này. Diện mặt cha này, cha gánh nặng cuộc đời không may khổ của cha này. Đó, mẹ là bên này là mẹ nhá. Mẹ đi khắp thế gian không may tốt bằng mẹ. Và cái chất liệu gỗ hương đá rất là tuyệt vời. Đây là không gian của nhà bác, rất là nhiều đồ gỗ và đồ nội thất. Thì hôm nay bên em đến trực tiếp bàn giao, cũng như là rất chi là cảm ơn gia đình nhà bác khách hàng ở Linh Bình đã lựa chọn sản phẩm của bên em. Các bác hãy liên hệ qua số điện thoại là 0837 999 777 để bên em tư vấn các cái sản phẩm tranh cho tất cả quý khách hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn ạ.